Quý vị vừa xem xong bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt. Tám như chị Thùy Khanh nói đúng không ạ? Và cái giai đoạn mà cuối thai kỳ ấy thì thường não phát triển với tốc độ còn nhanh hơn. Và giai đoạn thứ hai đó là 6 năm đầu đời. Đó là giai đoạn mà trẻ tăng trưởng rất nhanh cả về mặt thể chất lẫn mặt trí não. Khi mà sinh ra thì não trẻ thường chỉ nặng có 350 gram, nhưng tới 1 tuổi thì não đã nặng tới 900 gram, và tới 6 tuổi thì được 1300 gram, tức là đạt 100% kích thước của não người trưởng thành. Dạ, đó là những gì mà chúng ta cần lưu ý về sự phát triển não của bé. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua phần 1 của chương trình với tên gọi Tìm hiểu, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2, bắt đầu bằng vòng thi thứ nhất với tên gọi Ký tự quý giá. Vòng 1 thì rất đơn giản thôi, các thí sinh cũng sẽ được cung cấp những chủ đề có sẵn, và trên bàn của mỗi thí sinh đã có sẵn viết và bảng. Chúng ta sẽ liệt kê những thực phẩm thuộc chủ đề mà mình đã bốc thăm được. Trong vòng 30 giây, ai có nhiều kết quả đúng nhất, người đó sẽ được nhận một ngôi sao may mắn, sẽ gợi ý cho các thí sinh tìm ra được thực phẩm bí mật ở phía cuối chương trình. Đã sẵn sàng chưa ạ? Xin được mời chủ đề cho các thí sinh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến là để cho các thí sinh bắt đầu sử dụng trí nhớ của mình, kiến thức của mình và tốc độ của mình. 30 giây bắt đầu. Thời gian rồi, chúng ta thấy là ở vị trí đầu tiên đã là việc rất nhanh, vị trí số 2 cũng vậy, đã rất là có nhiều liệt kê rồi. 7 6 5 4 3 2 1. Bây giờ ta sẽ cùng nhau nhìn lại để xem kết quả như thế nào. Đây, chị Khanh sẽ cho chị xem cái chủ đề của chị được không ạ? Những loại rau củ có chữ cải. Những loại rau củ có chữ cải như vậy thì phải vận trí nhớ rồi. Xin mời chị cho xem đáp án. Đây, cải ngọt, mông cải, củ cải, bắp cải. Xin được mời bác sĩ bổ sung ý kiến hoặc là có chỉnh sửa gì cho thí sinh không ạ? Như vậy là bạn đã đưa lên được 4 món thực phẩm đúng. Tuy nhiên chắc nếu có thời gian thì bạn sẽ viết được nhiều hơn. Ví dụ như cải thìa, cải rổ, cải lan đúng không ạ? Rất là nhiều, trời ơi, cải thì nhiều quá đúng không? Mà Thùy cũng không kịp nhớ ra. Như vậy là 1, 2, 3, 4 món. Như vậy chị được 4 điểm. Xin được chúc mừng chị. Chúng ta đến với người ở vị trí số 2. Chủ đề của chị đây là gì? Những loại cá. Chủ đề rất là ngắn gọn nhưng mà viết thì bao nhiêu cũng được đúng không ạ? Cá thu, cá ngừ, cá bạc má, cá nục, cá kèo, cá ba sa, cá cơm. Có cái tên nào không đúng không thưa bác sĩ? Thì chị Thủy Tiên thì trả lời rất là đúng. Và trong này chị nói được là có 7 loại cá. Thì ngoài ra chúng ta cũng có một số loài cá ở biển sâu, chẳng hạn như cá hồi, cá mòi. Những loài cá này chúng cùng với cá thu với lại cá ngừ cung cấp rất nhiều DHA. Thêm một số thông tin nữa. Điều quan trọng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đáp án đúng. Xin được chúc mừng chị. Để xem câu hỏi, đề tài của chị là những loại trứng gia cầm. Những loại trứng gia cầm, các loại gia cầm thì cũng biết rồi, gà, vịt, rồi ngan ngỗng, chim, một số chim chúng ta có thể nuôi. Rồi bây giờ thì chúng ta xem đáp án của chị là gì. Xin mời chị. Trứng gia cầm gồm có trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, trứng cút và trứng vịt lộn. Xin mời bác sĩ cho ý kiến ạ. Về trứng gia cầm thì chị Bình Yên đã nói kể được trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng và trứng cút. Trứng vịt lộn thì chắc mình xếp vô trong nhóm trứng vịt luôn. Ngoài ra gần đây chúng ta cũng có huy một cái loài lông vũ mà được nuôi ăn thịt, đó là đà điểu. Xin được cảm ơn các bác sĩ đã tư vấn thêm cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta đã có được người chiến thắng ở vòng thi này, đó chính là người ở vị trí số 2. Xin chúc mừng và tặng chị một ngôi sao may mắn.
quý vị, chúng ta đến với vòng 2 của chương trình ngày hôm nay với tên gọi Tính chất thực phẩm. Cũng giống như là vòng thi thứ nhất, nếu mà ở vòng thi thứ hai này thí sinh nào chiến thắng thì cũng sẽ nhận được một ngôi sao may mắn. Và ở vòng thi này thì chúng ta sẽ có một trò chơi như sau. Mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một cái tháp dinh dưỡng nhưng mà chưa có điền tên thực phẩm vào. Và trong vòng 30 giây thì chúng ta sẽ điền tên của thực phẩm vào theo đúng cái quy trình của nó. Và để cho các thí sinh có thể thuận tiện làm việc này thì trước hết chúng ta nghe bác sĩ giải thích cho chúng ta như thế nào là tháp dinh dưỡng và trong đó thì cái quy tắc là như thế nào. Xin được mời bác sĩ cung cấp thông tin. Trò chơi này của chúng ta thì mô phỏng theo cái tháp dinh dưỡng cân đối của diện dinh dưỡng. Thì các bạn sẽ ship những cái thực phẩm nào mà mình được ăn nhiều nhất thì mình xếp vào những cái ô ở dưới thấp, dưới cùng là những cái ô mình được ăn nhiều nhất. Dạ. Kế đến và càng lên cao là những cái thực phẩm mà khuyến cáo ăn ít hơn. Dạ. Bạn xếp vô những cái ô tương ứng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị giấy, chuẩn bị viết, chuẩn bị bảng ha. 30 giây dành cho các thí sinh, bắt đầu. Chúng ta có những cái thực phẩm được viết một cách ngẫu nhiên, chưa sắp xếp, là gồm có cơm, mì gói, nấm, ớt đỏ, rau xanh, chuối, thanh long, trứng, sữa, cua, đậu hũ, dầu ăn, bơ, muối, đường, bánh mì, khoai lang, bông cải, thịt cá. Đó là những cái tên thực phẩm mà chưa có được sắp xếp theo vào cái tháp dinh dưỡng này. Còn bây giờ thì thí sinh đã sắp xếp như thế nào đây? Có những chỗ còn bỏ trống đây. Xin mời bác sĩ cho ý kiến về phần trả lời này. Thì cái hình tháp này là chúng ta mô phỏng theo cái tháp cân đối của viên dinh dưỡng. Thì theo khuyến cáo dinh dưỡng thì cái tầng dưới ô dưới cùng á của mình là cái nhóm tinh bột. Dạ. Là cái nhóm này là cung cấp năng lượng chính trong bữa ăn, thành ra nhóm đó là được ăn nhiều nhất. Ok, sẽ là nhóm rau quả. Dạ. Kế đến nữa sẽ là nhóm cung cấp chất đạm, chứ là thịt cá, trứng, sữa. Dạ. Và ô thứ kế nữa là sẽ là nhóm béo, chẳng hạn như dầu, mỡ, bơ. Kế trên nữa là đường và cuối cùng là muối, là khuyên ăn nên hạn chế nhất. Và như đã nêu thì bạn Bình Yên sắp theo nhóm thì rất là đúng. Nhưng dạ, mà chúng ta sắp như vậy không có đúng cái tầng, cái ô. Cho nên trong phần này rất tiếc. Như vậy là không được rồi, tại vì phải sắp theo đúng thứ tự cái tầng từ dưới đi lên. Cho nên là bị hỏng cái chân mất rồi, không có điểm. Rồi thôi, cái đây là một cái kinh nghiệm nha. Rồi dù sao cũng là xin được cảm ơn chị đã tham gia phần thi này rất là nhiệt tình. Và kiến thức của chị cũng rất là phải nói là khá là kỹ lưỡng trong vấn đề tìm hiểu về dinh dưỡng. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta đến với thí sinh tiếp theo. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở 6 tầng đều đã được đầy đủ điền vào. Xin mời bác sĩ chấm điểm ạ. Chị Thủy Tiên sắp rất là khá. Tầng dưới cùng chị đã được 2 món là cơm và mì gói là chính xác, nhóm tinh bột ha. Tiếp theo đó là nhóm rau củ và trái cây thì chị được bông cải và khoai là được 2 thứ, nữa là 4. Nhóm chất đạm chị được thịt, cá nữa là 6. Nhưng mà sữa là phải trong nhóm này luôn chị ha. Chị có bỏ qua nhóm chất béo và thêm đường muối. Như vậy tổng cộng là chị được tới 8. 8 đáp án đúng. Tám đáp án đúng, chúc mừng chị. 8 đáp án đúng rồi, không biết thì bên này bao nhiêu ạ? Từ dưới đi lên, bông cải, khoai lang, đậu hũ, rồi thanh long, cá, thịt. Ở trên thì chưa kịp điền. Xin mời bác sĩ chấm điểm với phần trả lời này ạ. Chị Thị Khanh cũng bị lệch tầng rất là nhiều. Vì vậy mình chỉ được trúng có 2 món thôi ạ. Hai điểm mà thôi. Như vậy thì xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Và người mà nhận được ngôi sao may mắn ở vòng thi này lại cũng chính là thí sinh ở vị trí số 2. Xin được chúc mừng chị và tặng ngôi sao may mắn.
Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình ngày hôm nay. Vòng 3 có tên gọi lợi ích của thực phẩm. Ở vòng thi này thì các thí sinh sẽ có 10 bức tranh được chia làm 2 bộ. Và trong vòng 30 giây, các thí sinh sẽ phải tìm và nhóm đôi những bức tranh này thành những cặp có liên quan với nhau ở một khía cạnh nào đó. Hết 30 giây, ai có những kết quả đúng nhiều nhất thì người đó sẽ chiến thắng, nhận được một ngôi sao may mắn. À, chị Thủy Tiên đang dẫn đầu cho đến thời điểm này. Chị Thùy Khanh và Bình Yên hãy cố gắng lên. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời những bức hình được mang ra cho các thí sinh. Đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nha. 30 giây dành cho các thí sinh, bắt đầu. Đã xong rồi, chuyển sang lại đi chị. Thứ hai rất là bình tĩnh, rất là thanh thản, rất là chậm rãi. Và thời gian đã hết. Xin mời các thí sinh dừng lại. Không thể sửa đổi gì được nữa rồi cả. À, bắt đầu từ ngày điền nha. À, với những cái bức hình mà chúng ta được cung cấp trong vòng 3 này thì không biết là bác sĩ sẽ cung cấp cho chúng ta được những thông tin gì đây. Xin mời bác sĩ hãy nói một lần những thông tin về những bức hình trên sân khấu. Năm cặp tranh mà chúng tôi đưa ra đây, đó là năm cái thực phẩm mà có rất nhiều chất dinh dưỡng cho trí não. Các bạn sẽ thấy hình sò huyết á, là giàu chất kẽm. Cá hồi cũng như các cá biển sâu khác như cá ngừ, cá thu thì là có dầu DHA. Trong dầu nành, dầu mè, đặc biệt là dầu lanh nữa thì ta có rất nhiều omega 3, omega 6. Trong thịt bò thì có nhiều chất sắt và trong tảo biển thì đa dầu iốt. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta không cần phải suy nghĩ gì nhiều, đã thấy rằng là chị đã rất xuất sắc với 5 cặp hình chính xác. Xin chúc mừng chị. Người tiếp theo chúng ta xem là kết quả như thế nào đây. Theo như những phân tích của bác sĩ vừa rồi thì trò huyết không phải là nhiều chất sắt mà là kẽm mới đúng, đúng không? Hình này là không đúng. Dầu nành và dầu mè thì có omega 3, omega 6, một hình đúng. Cá hồi đi với cái bản chất kẽm thì không đúng. DHA đi với thịt và trứng cũng không đúng. Tảo biển thì có nhiều iốt, đây là một đáp án đúng. Như vậy tổng cộng là chỉ có được 2 đáp án đúng. Xin chúc mừng chị. Và thí sinh ở vị trí đầu tiên, sò huyết và chất kẽm đó là một đáp án đúng. Cá hồi và DHA cũng đúng, tảo biển với iốt cũng đúng, chất sắt cũng đúng, dầu nành dầu mè, omega 3, omega 6. Như vậy chị cũng rất là xuất sắc với 5 đáp án đúng. Xin chúc mừng chị. Và người thứ hai nhận được ngôi sao may mắn trong chương trình, đây là thí sinh ở vị trí số 3. Một lần nữa chúng ta cổ vũ cho các thí sinh đã rất là xuất sắc trong phần thi này. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã trải qua 3 vòng thi và đã xác định được người sẽ bước vào vòng thi đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là chị Thủy Tiên. Xin một lần nữa chúc mừng chị. Trong vòng thi đặc biệt này thì chị có 20 giây để tổng hợp lại những thông tin mà chị đã có từ các ngôi sao may mắn, để suy nghĩ trong 20 giây. Và sau đó thì 10 giây để chị nêu ra tất cả những đáp án mà chị cho là đúng cho đến khi nào hết thời gian. Và chị hãy nhớ rằng trong chương trình ngày hôm nay chủ đề là giai đoạn phát triển trí não thì thực phẩm bí mật chắc là cũng phải có liên quan gì đây chị nha. Chị đã sẵn sàng chưa ạ? 20 giây để suy nghĩ, bắt đầu. Chị đã có được gợi ý như sau: thực phẩm bí mật tên gọi được bắt đầu bằng ký tự C, và thực phẩm bí mật sinh sống trong môi trường nước. C và sinh sống trong môi trường nước. Hãy suy nghĩ đi thật là kỹ. Tên gọi được bắt đầu bằng ký tự C và sống trong môi trường nước. Thời gian đã hết và 10 giây trả lời bắt đầu. Xin mời chị. Nghĩ đó là cá. Cá rất là đơn giản và chị đã là người chiến thắng. Xin được chúc mừng chị. Thưa quý vị, không cần phải đợi hết thời gian thì gợi ý thứ ba làm cho chúng ta rõ ràng hơn, đó là thực phẩm bí mật của chúng ta giàu chất đạm, giàu axit béo không no, cung cấp vitamin và khoáng chất. Đó là một thông tin
giúp cho chúng ta có thể dễ dàng hơn để tìm ra. Tuy nhiên xin được chúc mừng chị một lần nữa, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem sự xuất hiện của thực phẩm bí mật trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thực phẩm bí mật đang dần dần xuất hiện. Chúng ta sẽ cùng chào đón thực phẩm bí mật của chương trình ngày hôm nay, đó là cá, thưa quý vị. Chúng ta sẽ được nghe thêm những cái thông tin về cá, là một loại thực phẩm rất là quan trọng và rất là tốt cho sức khỏe. Mời các bác sĩ. Chủ đề thực phẩm hôm nay chúng tôi đưa ra là cá, bởi vì cá là một nhóm thực phẩm thuộc chất đạm có giá trị sinh học cao. Ngoài ra thì cá có cung cấp thêm một số các vitamin như A, D, B1, B2, BP và các khoáng chất như canxi, magie, sắt, kẽm. Ngoài ra thì như Đỗ Thị vừa mới nói là thực phẩm bí mật của chúng ta là cá thì nó sẽ có giàu các axit béo không no như omega 3, và đặc biệt là DHA với EPA là một cái chất rất quan trọng trong phát triển trí thông minh, trí nhớ và cả tốt cho hệ tim mạch nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp các bác sĩ cho chúng ta thêm những sự tổng hợp sau khi mà chúng ta trải qua một chương trình rất thú vị với chủ đề là dinh dưỡng trong giai đoạn phát triển trí não. Xin mời. Thì hôm nay chủ đề của chúng ta là dinh dưỡng trong sự phát triển trí não. Thì như bác sĩ Thu đã nêu ở phần đầu, não trẻ phát triển rất sớm, ngay từ trong bào thai và suốt 6 năm đầu đời. Vì vậy, dinh dưỡng trong những giai đoạn này rất quan trọng, giúp trẻ phát triển trí não một cách hoàn hảo. Và những thực phẩm mà chúng tôi đã nêu trong chương trình này đều giúp cho sự phát triển trí não cho bé yêu của bạn. Dạ, xin được cảm ơn những ý kiến rất là quý giá từ phía các bác sĩ khách mời. Trải qua cuộc thi ngày hôm nay thì kết quả như sau: chị Thùy Khanh và Bình Yên, mỗi thí sinh sẽ nhận được phần quà khuyến khích trị giá 500.000 đồng và quà của nhà tài trợ. Xin được chúc mừng. Chị Thủy Tiên nhận được 1.000.000 đồng tiền thưởng và quà của nhà tài trợ, cộng với 500.000 ở vòng thi đặc biệt nữa, tổng cộng 1.500.000 và quà của nhà tài trợ. Xin chúc mừng chị. Và bây giờ xin được mời ba thí sinh bước ra phía trước, chúng ta sẽ nhận quà và nhận phần thưởng. Mời hai bác sĩ vui lòng trao quà cho thí sinh. Cùng Jackson và các bạn của mình là những người luôn sát cánh cùng King Kong để chống lại thế lực đen tối đe dọa đến sự an nguy của thế giới. Đĩa VCD King Kong hiện được Trung tâm Dịch vụ Truyền hình phát hành trọn bộ tại 2729 Quỳnh Thúc Kháng, điện thoại 914-7538. Thưa quý vị, chương trình nguồn dinh dưỡng thứ báo do Ban Khoa Giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đồng Tây Promotion thực hiện, với sự tham gia thực hiện và tư vấn chuyên môn của Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh và sự tài trợ của Gia Lắc Anh Ca. Hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.